Xin chào các bạn. Thì các bạn có thấy xe gì đây không? Đây là chiếc Honda Winner V1. Mình đùa các bạn nha. Đây là chiếc Supra GTR V1. Hôm nay thì mình đã đổ xăng nè, câu bình nè, review cho các bạn xe chiếc xe này luôn. Vì đây là chiếc xe cuối cùng tại cửa hàng Mai Duyên đó các bạn. V2 thì còn khá nhiều, nhưng mà V1 thì đây là chiếc duy nhất. Cho nên hôm nay mình sẽ bán đấu giá luôn. Bạn nào trả giá cao thì mình sẽ bán nha. Đồ các bạn đó. Giá xe này hiện tại cửa hàng Mai Duyên đang bán là 57 triệu. Là đã bao gồm VAT. Bạn nào mau thì qua hốt luôn đi. Đây là xe cuối cùng rồi. Màu đỏ mờ ha. V1 nha các bạn. Đời đầu đó. Màu đỏ mờ này á, nó sẽ phủ toàn thân xe luôn. Và không có bất cứ một cái tem gì hết. Ngoại trừ cái logo Honda. Là tem 3D nha các bạn. Con xem nè. Đó. Tem 3D nha. Tem nổi rất là sang trọng mà rất là xịn sò luôn. Cứ như đây là phiên bản đặc biệt. Phiên bản kỷ niệm rồi đó các bạn. Thường là tem dán thôi. Phía sau nè. Supra GTR cũng là tem nổi. Tem 3D đó các bạn. Đây. Đẹp không? Đó. Ở góc quay này á, là cái màu đỏ của xe và của màn hình. Là giống nhau đó các bạn. Giống nhau luôn, 9-10 luôn đó các bạn ha. Màu đỏ mờ nha. 6 số nè, DOHC ha. Xíu đi mình nổ máy cho các bạn xem ha. Mình cho các bạn xem sơ nè. Bắn nhện đó các bạn. Đây, hôm nay thì xe nằm ở ngoài. Mình sẽ đổ xăng luôn. Đổ máy cho các bạn luôn ha. Mua về các bạn nhớ rô đai nha các bạn. Chút xíu mình nổ máy nhưng mình sẽ không có nẹt ha. Cho các bạn nghe tiếng máy luôn. Đây, cái bồ vẫn cao kiêu hãnh ha các bạn. Đúng không? Phần đèn sau nè. Đây cũng là cái nơi mà nhiều bạn yêu mến. Cho rằng cái phần đèn này nó gọn quá và nó đẹp quá, đúng không? Đó, các bạn thấy không? Rất là gọn và đẹp ha. Đây là cái phần đèn soi biển số nè. Phản quang nè. Bát biển số về trắng bùng. Bên này á, là phần sơn nhông dĩa ha và gấp nè. Đây vỏ xe 1270 vành 17 inch nha các bạn. Cái vỏ này là không có ruột luôn ha. Cần số của xe này á, thì nó sẽ có hai chiều nha. Nó không giống như chiếc Winner V1 của Việt Nam á, thì nó chỉ có phía trước này thôi. Còn xe này là có trước có sau luôn. Các bạn không cần độ chế nữa, đúng không? Và rất là đẹp. Các bạn nhìn nè. Chả sao rất là dễ ha. Đó. Bên này cũng là tem logo Honda 3D luôn nè ha. Phía trên nè. Màu đỏ mờ hết luôn. Và cái phần đèn này á, là nó trong suốt, còn ở đời V2 á, là nó khói ha, nó hơi đen đen đó các bạn. Mặt nạ trước nè. Bát biển số nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở công tắc. Đây. Rất quan trọng nha. Đó. Đồng hồ nè. Vẫn có rất nhiều bạn thích cái kiểu đồng hồ này. Một phần cơ và một phần LCD ha. Nút chỉnh đó các bạn. Đó. Xi nhan ha. Đề máy luôn nha. Nghe tiếng máy nha. Các bạn có thấy nó êm không? Êm ha. Để mình vô số cho các bạn xem luôn. Xe là không có tắt đèn nha các bạn. Cho nên là mình đề lên đó, là nó cháy đèn luôn thế này. Gồm có đèn sương mù nè, đèn xi nhan nè, đèn mũi nè. Pha đó, đẹp chưa?
Đây, để mình vào số cho các bạn ha. Taxi nhanh cái đi. Số 1 đó các bạn, buôn côn nè. Đó. Số nhẹ hiệu các bạn. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Đó, chả nè. Buông no. Số rất là nhẹ luôn. Đó, này nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta còn đủ 2 chìa nha, xe mới mà, và mở yên đây nha các bạn. Đây là một cái điều hơi bất tiện xíu. Nhưng mà mê rồi thì không có bất tiện đâu nha các bạn. Đã mê rồi là không có tiện gì hết. Phía dưới nè, phần cốp. Sẽ có một cái cốp rất là to ở đây ha. Nè, to lắm đó các bạn. Đây, chứa được một cái hộp đồ nghề thôi. Bình xăng nè các bạn. Mình nói rồi nha, bán đấu giá nha. Bạn nào trả giá cao mình bán. Đó, đóng yên rồi đó các bạn. 57 triệu đồng là giá đã bao gồm VAT. Còn biển số xe này thì nó cũng giống như Winner Việt Nam thôi. Nó dao động khoảng chừng 1 triệu 3, 1 triệu 4 cho biển số huyện. Còn thị xã là khoảng chừng 2 triệu. Còn với tỉnh á, là thành phố Sóc Trăng đó các bạn, là khoảng chừng 3 triệu 4 ha, 3 triệu rưỡi khoảng đó à. Bạn nào thích cái dòng xe này á, thì mình nghĩ là nên đặt hàng sớm đi, mua sớm đi các bạn. Chỉ còn một chiếc duy nhất thôi, màu đỏ mờ. Máy rất là êm. Phanh đĩa trước nè, Nissin ha, màu vàng đồng. Đĩa nè, vỏ là IRC nha các bạn. Mâm là sơn màu đen mờ. Đó, phần cổ bô nè. Két nước nè. Xe này là mới 100% nha. Các bạn lưu ý nha, chứ không phải là xe cũ nha các bạn, đừng hiểu lầm nha. Vẫn còn giò đạp nè. Đó. Mình sẽ cho các bạn hai số điện thoại nha, một số di động và một số bàn, kèm với địa chỉ cửa hàng. Cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn, thành phố Sóc Trăng ha. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video đây nha. Xin chào các bạn. Quá đẹp phải không? Góc này là rất đẹp luôn hả các bạn?